3 mở bài về bài thơ Chiều Tối của Hồ Chí Minh cực hay. Mở bài 1. Một tác phẩm hay là tác phẩm hàm chứa giá trị tư tưởng sâu sắc. Ở đó ta không chỉ thấy được tài năng của người viết mà còn chứa đựng cả một tâm hồn, một cốt cách của thi nhân. Bài thơ Chiều Tối là một bài thơ như thế. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước, một nhà thơ của dân tộc, mang một tình cảm lớn lao với Tổ quốc, đã viết nên những vần thơ chạm vào đáy hồn nhân thế, mà có lẽ bài thơ còn có giá trị cho đến tận mãi về sau. Hết mở bài 1. Mở bài 2. Hồ Chí Minh là một cái tên mà tất cả con dân Việt Nam đều ghi tạc trong tim với một lòng yêu quý, kính trọng vô bờ bến. Trong quá trình tìm lại tự do cho dân tộc, bác đã phải chịu rất nhiều khổ cực, gian khó, đã rất nhiều lần bị bắt giam, chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, bị đánh đập, tra tấn dã man. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ở người vẫn ánh lên một tinh thần lạc quan, một niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Bài thơ Chiều Tối nằm trong tập thơ Nhật Ký Trong Tù đã thể hiện được phần nào tinh thần ấy của người. Bài thơ chỉ đơn giản là tả lại cảnh nơi thôn dã vào một buổi chiều tối, thế nhưng ẩn chứa trong đó là một ước mơ tự do cho bản thân, ước mơ được quay trở lại quê hương để tiếp tục sứ mệnh của mình. Hết mở bài 2. Sau đây là mở bài 3. Hồ Chí Minh được nhân loại biết đến không chỉ là một vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, mà còn được biết đến như một nhà văn, nhà thơ lớn của thế kỷ 20. Ngoài văn chính luận, người còn để lại cho đời một sự nghiệp thơ ca đáng trân trọng. Trong đó, nổi bật nhất là tập thơ Nhật Ký Trong Tù. Tập thơ này như một cuốn nhật ký bằng thơ, ghi lại những chặng đường giải lao đầy gian nan vất vả của người tù. Nhưng bằng bản lĩnh thép, tinh thần thép, người đã vượt qua hoàn cảnh tù đầy để hướng về ánh sáng. Bài thơ Chiều Tối là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất của tập Nhật Ký Trong Tù. Hết mở bài 3. Chúc các em học tập và thi thật tốt.